các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ hướng dẫn bà con và anh em trên toàn quốc về cái chủ đề gây và tạo giống chim cô gáy theo mô cách sinh sản. Các bạn có thể thấy là chim mình đang mở cửa lồng và chim có thể là ra và lại vào. Thì đây là đôi chim bố mẹ. Các bạn thân mến, thì cái diện tích chuồng thì mình bắn vào tường như này và tạo mái che như này. Thì cái diện tích này mình ngăn làm hai bên, một bên một cặp bố mẹ, bên này một cặp bố mẹ. Thì ở trong cái này thì mình sẽ có cái máng uống, một máng uống như này, hoặc các bạn để nó thò cổ ra nó uống cũng được. Một máng là để bố mẹ ăn và một máng để thức ăn mềm để cho nó nuôi con. Hết giai đoạn nuôi con này các bạn để pha trộn thức ăn là để cho nó sinh sản. Thì cái công thức ở đây thì mình sẽ đây là con chim đôi, hai con chim này là thôi quay sang hai con chim này là hai con chim thuần nuôi từ nhỏ nên là thành bố mẹ. Bây giờ là mình đang nói dở ở cái chỗ là ở hai ngách vách ngăn hai bên này, các bạn nên che vào cho nó khỏi nhìn thấy nhau, khỏi đánh nhau. Thì đây là chim, cặp chim này thì mình cho ấp bốn trứng chim cu ta. Đấy, lên thì các bạn có thể thấy là chúng đã lở và mới lở bốn con. Đây là các bạn có thể thấy là chim đây, thì nó ở đây hai con bên này nữa mình lấy ra. Đây chim đây các bạn, đây là bốn con thì chúng sẽ nuôi cả bốn con, và khi được khoảng 10 ngày tuổi thì chúng tôi cho ra để bón bộ và lại cho nó đi ấp lứa khác. Thì các bạn thân mến, đây là cái mô hình mà tăng được cái hiệu suất của con chim cu gáy. Các bạn bỏ trứng của chim cu Pháp, cu Nhật đi, đây mình ghép Nhật Pháp lẫn lộn hoặc là Pháp Nhật, thì những cái đôi chim này thường là bộ dàn mái rất là tuyển. Chúng sẽ ấp cả bốn quả và lợ cả bốn quả, nuôi cả bốn con. Sau đó là mình nở, sau khoảng 10 ngày thì mình bỏ ra mình bón bộ để cho nó đi đẻ đi ấp tiếp. Thì một con một dàn bố mẹ thì các bạn để cho nó đẻ, chuyên đẻ trứng và cho ăn cám để thúc chỉ đẻ trứng và phát triển buồng trứng. Làm sao chim đẻ mà không bị lỗi gì cả. Thì mình cũng không bỏ ra nhiều bởi vì chim con nó sẽ lạnh. Mình sẽ bỏ vào đây để cho mẹ nó u. Các bạn thân mến, ở đây thì các bạn có thể thấy là mình thắp điện suốt ngày. Bởi vì là cái bóng điện này nó rất quan trọng. Cái bóng điện này rất quan trọng. Bởi lẽ là cái bóng điện này khi mà các bạn để vào ban đêm á. Đó. Chim của mình rất là thuần các bạn ạ. Đó. Nó có thể ra, nó lại về. Đây là con chim rất là thuần. Thì mình muốn để cái ổ đẻ, các bạn làm cái rổ đỏ này mà để làm ổ rộng một tí, tại vì nó là bốn con thì để cho bố mẹ nó cùng u, tại vì là nếu nó nằm bốn con thì một con nó u sẽ không kín được hết ổ. Hoặc là các bạn ví dụ như có một số trường hợp các bạn tối các bạn không thắp điện thì do một cái động đậy gì đấy mà con chim nó giật mình, nó nhảy phốc ra ngoài luôn. Nó nhảy phốc ra ngoài luôn thì có thể là lúc đấy là nó văng luôn con ra ngoài. Mà mình làm những cái nơi nót như này để cho nó không rơi con xuống đất. Nó mà con nó còn nhỏ thì nó rơi xuống đất mà các bạn không phát hiện sớm thì lúc 1-2 ngày này các bạn nên khoảng vài tiếng các bạn ngó qua một lần để điều chỉnh thức ăn làm sao nó thức ăn mềm. Ví dụ như là bột ngô, cám cò, cám úng gà loại 1 từ 20 ngày tuổi.
Tất nhiên là các bạn để lẫn cả thóc vào, con mẹ nó sẽ tự điều tiết cái việc thức ăn đấy để nó mớm cho con nó. Thì có nhiều bạn nuôi là cứ hay thành con rồi nhưng mà vẫn bị lỗi, bị hao hụt. Thì các bạn có thể thấy là cái mô hình này thì mình làm rất là thành công. Thì hy vọng là các bạn có thể liên hệ cho mình vào cái số 0163 5305982 để được mua những con chim giống. Giống ở đây thì mình toàn là thổ thổ đồng ở Bắc Bộ. Thì đây là những cái con đây. Coi ra đây. Đây là những con cặp cặp bố mẹ trắng mình cho nuôi chim cu ta. Những cái đôi chim này rất là đẹp và rất là chuẩn. Bố mẹ rất là chuẩn. Thì như con này là mình có thể là mang ra mình bón và có thể là các bạn mua về bạo bón vẫn ok. Đấy, còn bố mẹ của nó thì trứng của nó thì mình có thể là bỏ đi, mình luồn trứng khác vào. Thì đây 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 là con nữa. Đấy. Đây là con nữa. Các bạn có thể thấy là chúng rất là bóng bẩy, mỡ vàng và khỏe chim. Và nếu như được thì các bạn có thể như này là mình bắt con ra là chúng sẽ đi đẻ rất là nhanh đi đẻ đấy, nhưng con bên này là có thể là chúng đã dặm ổ rồi. Mình kiểm tra con bên này nữa xem là mình các bạn làm ổ lên lên làm ở dưới sàn và không nên làm cao, vì làm cao là chim non có thể là bị rơi, mà chim mẹ lên là rất là khó. Các bạn có thể thấy là đây cũng là một lở rồi, lở to rồi. Thì các bạn bây giờ như ổ này là đang nở, bạn có thể thấy đây, nở đây. Đây, đây là trứng chim hồng. Nó nở và nó sẽ tự cách u sưởi ấm cho con nó và vẫn ấp trứng bình thường. Nếu như các bạn không có trứng cho nó ấp thì nó sẽ ngừng nghỉ. Còn nếu như các bạn một cái cặp chim cu Pháp này có là bạn các bạn phải nuôi 3 cặp, 3 đến 4 cặp bố mẹ cu Nhật Pháp này để phục vụ cho một đôi chim cu ta, cu đất, cu rừng mình nó đẻ. Đấy là kinh nghiệm thống kê của mình. Hy vọng rằng các bạn có thể yên tâm khi đặt hàng của bên mình. Bên mình sẽ rất uy tín, gửi đúng chất lượng chim, danh dự luôn. Và nếu như các bạn muốn chơi những con chim già mà thuần ở trên này thì bà con và các cháu thì cũng nuôi, hay nuôi được những con nở ra là mình hay thuê các cháu là để nuôi bộ. Bao giờ biết chỗ thuần thì mình sẽ trả công cho các cháu. Chính vì vậy là những con chim mua của mình thường là bảo được thuần, mà giá dao động nó rơi khoảng trên 1 triệu đến 2 triệu tùy. Còn những con chim non thì mình cũng bán tầm 500 một cặp. Chim của mình so với thị trường thì có thể là nó vênh một chút, nhưng mà mình đảm bảo là chim rồi. Đây là các bạn nuôi nó sẽ không bị lỗi chim, mà sau này nó trưởng thành nó sẽ có dòng có lối của nó. Chim đa phần là mình đã chắt lọc bố mẹ. Thì các bạn có thể thấy là ở đây thì đây, quay lại đây. Mình đã thí điểm là mình đã lai tạo ra cái con chim này, nó gọi là tạm thời là con chim này là con chim F3 của cái thế hệ mà nó tạo ra một chút vằn vằn ở cổ, ở đầu nó màu trắng đấy các bạn. Mình đã lai tạo ra được cái chim hồng nữa. Thì cái chim hồng thì nó giữ lại được cái gen của cái tiếng gáy. Như con cặp chim này thì nó cũng chuẩn bị để vào sinh sản, đang nhảy ổ rồi. Thế thì như con đôi chim này nó có thể nó cũng đẻ ra chim hồng. Đấy. Nó là thế hệ F về sau, nên là các bạn yên tâm là mình cũng đã thử thí điểm một vài những cái về cái dòng, về cái gen. Các bạn có thể qua cái kênh của bên mình bằng cái Zalo là 0163 5305 982, hoặc là gọi điện thẳng cho mình vào cái số điện thoại trên. Mình có cái kênh YouTube là Chim Cu Gáy Hay. Các bạn có thể gõ là Vũ Văn Thao hoặc là vào cái chú Chim Cu Gáy Hay để tham khảo những cái thông tin từ bên cơ sở mình. Và các bạn lưu ý rằng các bạn có thể nhận tiền nhờ nhận hàng qua hệ thống xe khách khắp toàn quốc.
và các bạn khi nhận hàng nhận chim rồi các bạn mới thanh toán cho nhà xe của chúng tôi. Yên tâm một điều như vậy, các bạn ưng ý thì các bạn trả tiền, và bên mình làm ăn rất là trung thực, rất là thật thà, các bạn yên tâm, các bác các anh chị em yên tâm một điều là như vậy. Thì trên đây mình cũng muốn chia sẻ để quý vị và các bạn có thể là chuyển khoản cho bên mình vào cái số tài khoản 2210-205-156-681 để được giao dịch, để được giữ lại được cái phong cách truyền thống Việt Nam trong một nhà, thì các bạn có thể tin tưởng. Chúng ta bây giờ cũng nên tôn trọng cái việc niềm tin ở nhau và những cái việc mua bán qua mạng. Mình hứa sẽ làm được những cái uy tín, gây dựng được cái thương hiệu con chim bu gáy, đúc ra những cái giống, những cái nối của con chim làm sao mà nó rất là thân thiện và rất là tạo được một cái sân chơi rất là rộng. Hy vọng là cũng có nhiều người chơi và nhiều người thưởng thức những con chim cu gáy hay. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Các bạn có thể gọi cho bên mình vào cái số, một lần nữa mình nhắc lại là số 0163530952, và cái địa chỉ cơ sở mình là trực thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, rất gần cái khu du lịch Khoang Xanh Suối Tiên hoặc là làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Nếu ai đó các anh chị em có thể là đi công tác hay đi du lịch, các bạn có thể liên hệ trước cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đóng và gửi tận tay là cái tốt nhất cho các bạn tại địa phận thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, để các bạn được thưởng thức và tham quan cái cơ sở của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.